ha la ha 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 ha. Dạ mày đâu rồi? Trời ơi bà chủ thiệt á. Mày nghĩ sao vậy? Hả? Dạ. Cô nói bà chủ nghe nè. Gì? Bình thường á là 6 giờ dọn ra bán đúng không? Ừ. Bữa nay mắc cái giống uông gì 3 giờ dựng đồng cũng vậy vậy? Tao nói cho mày biết, tao đâu có rảnh, 3 giờ đây là giờ ngủ của tao mà. Nhưng mà tại vì bữa nay có khách đặc biệt. Dì Quỳnh ơi, dì Quỳnh, tới rồi nè em. Trời ơi, khách tới, con vô chuẩn bị con. Dì Quỳnh. À, chào mấy đứa. Dì ơi, dì ơi. Xin lỗi dì Quỳnh. Trời ơi, đặt 3 giờ mà 3 giờ có mặt là dì thích rồi nè, đó. Ủa, sao chưa có thấy? Xong rồi nó con, gọn gàng hết này nọ, một cái rồi đó. Trời ba mày nhảy má mày nhảy. Trời đất ơi. Cái gì vậy không biết nữa. Anh ơi vậy là ủa mấy cái bong bóng này là gì chuẩn bị cho tụi con á hả? Trang trí đó. Trời con nhỏ này thổi lòi bằng hồng nó ra em đó. Đó nè đó bây giờ là dạ. Đứa nhỏ đâu? Dạ. Đứa nhỏ nào vậy? À dạ tụi con chưa có em bé. Ủa chứ bữa nay không phải tổ chức sinh nhật hả? Dạ đâu có. Tụi con đặt tiền ở đây là tụi con tổ chức đám cưới. Trời đám cưới thì mấy đứa vô nhà hàng khách sạn mấy đứa đãi tự nhiên không ra quán cá viên chiên lề đường đãi đám cưới là sao mấy đứa? Dạ có gì đâu gì tại vì hả người ta có tiền thì người ta đãi nhà hàng sang trọng. Ừ. Mà con thấy đãi nhà hàng tốn kém quá. Vợ chồng nghèo á mình đãi đâu cũng vui mà. Đúng rồi. Nhiều khi mình đãi ngoài quán cá viên. Thôi em sao vậy? Thì người ta giàu có người ta đãi nhà hàng, mình nghèo thì phải chịu thôi. Ráng đi rồi mai mốt mới có tiền á, làm nhiều tiền rồi đãi lại. Không có gì phải khóc hết trơn á. Thôi ăn khóc kìa. Ồ, nó vô tâm lý luôn mày ơi. Không có gì phải khóc hết nghe chưa? Không có khóc. Thôi tao mới mở hàng tụi bay vô đưa đám hả? Nhìn cái mặt là tao biết rồi. Hai tụi bay là công nhân đúng không? Rồi tao nói là làm chung xí nghiệp đúng không? Rồi đem lòng yêu nhau là đúng không? Trời, đám cưới bà mời kiểu này là coi như là không có cha mẹ rồi nè, đúng không? Đó, tao ta hỏi nè, bây giờ lấy nhau về xong rồi đẻ ra một bụng con tụi bay ai nuôi? Tiền đâu lo quần lo áo mua tập sách cho nhỏ đi học, rồi sữa đâu cho nhỏ uống? Bà chủ ơi, bà chủ ơi, bà chủ sao vậy gì? Chị ơi, chị thông cảm đi, bà chủ em bỏ mập chứ bà dễ xúc động lắm. Trời ơi. Dạ, dễ thương quá thôi. Thôi, ngày vô của tụi con. Ừ, có chuyện gì đâu mà. Rồi. Dạ, thôi vậy đi. Rồi, vậy bây giờ con mà. Không có gì buồn hết, bây giờ mình vui lên mình chuẩn bị đón khách rồi con mời gì? Mời em. Ừ. Anh đám cưới tụi con luôn cho vui. Ừ, lấy vậy. Đúng rồi. Ê, anh đám cưới hả chị? Quá dễ sợ. Trời ơi, hai vợ chồng chị nghèo mà có tình quá à. Dễ thương nè, nè nè em gửi tiền. Thôi. Anh chị không, cái này là phải gửi với tiền mừng. Em gửi chị 27 ngàn, em gửi chị anh 23 ngàn. Tôi vô đây mang đám cưới. Con ông dịch, mẹ tặng tiền đi đám cưới cho người ta mà giống như mày cho ăn mài vậy, mày cho có tiền lẻ trong chổng là sao con kia? Ơi chà. Thôi vui mà vậy không có gì đâu. Mà anh vậy còn có lý hơn gì? Tại sao dì nói mà dì không cho tiền người ta? Đúng không? Dì đâu có ngàn nào. Tỷ rưỡi được không? Vậy gì? Tờ vé số nè. Trời đất ơi. Nói chung á là gì có nhiều đây nè, mới mua hồi sáng là cầm đi nha. Chúng á là trời cho, còn mà trật á là trò chơi ha. Rồi chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn gì. Khổ mà. Hẹn 3 giờ. Bây giờ bạn bè tụi bay đâu không tới? Dạ, chắc tụi nó sắp tới rồi vậy. Tới rồi vậy. Cảm ơn gì. Ê, nó tới rồi kìa. Trời tới rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Được. Ô. Quay thằng quỷ này. Ô, chào bạn. Ai hình dữ sao. Quay đám cưới rồi. Ơi, chúc bạn trăm năm hạnh phúc. Ê. Đấy. Thầy lao chuyện cầm tay ta. Tao hùng thầm chết luôn. Ô. Nè. Sao mà giờ này mới tới vậy? Không, mới đi làm về chưa kịp sửa soạn luôn nè. Ủa mà sao có hai anh? Là mấy đứa kia đâu? Không, tụi nó ngoài kia đó chuẩn bị vô tới giờ. À, rồi vậy vậy vậy. Dọn ăn đi, dọn ăn. Dọn đồ ăn ra, dọn ăn đi. Ăn cái gì tụi bay đi giật cô hồn hả? Tao hỏi tụi bay nghe nè, con gái người ta có một lần lên xe bông hà, ít ra mày phải làm một cái lễ, chờ cho nó nở mặt nở mày một cái nó để đời với nó chứ. Đúng rồi đó. Thôi con đâu. Vẫn là một gái như nhau mà trời. À đúng rồi, phải làm lễ đi. Ừ. Bạn con cũng là trước cũng làm MC đám cưới nè. Đâu làm lễ luôn hả? Làm cái lễ cho nhỏ. Bây giờ con vô cái lễ ra ngoài. Để hiểu xong rồi đi vô. Rồi, vô được, được. Rồi, bạn đúng không? Tao biết cách là tao thích mày rồi đó. Rồi, chuẩn bị nha. Làm liền, cái lập tức. Rồi. Rồi, chưa được chưa? Anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuẩn bị hàng sơn nó nói là vô nha. Rồi. Kính thưa quý vị, trải qua hơn 5 năm tìm hiểu nhau, đôi bạn trẻ đã cảm thấy thương nhau, quý nhau, mến nhau và đặc biệt họ đã yêu nhau.
Một khi đã cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc sống, họ đã quyết định trao cho nhau một nửa trái tim của mình, cùng nhau nắm tay bước lên chiếc xe mang biển số hạnh phúc. Kính thưa quý vị, một nàng có tay thật lớn, hướng mắt về phía cổng qua, chào đón hay nhân vật chính cặp đôi Hoàn Cảnh, cặp đôi Tân Lan và Tân Gia Như. Còn lại mấy cha tụi bay hạ quyền hai vợ chồng nó luôn đi. Tụi bay nghĩ làm sao vậy? Dạ nghề của tụi con mà, nghề tụi con. Nghề gì? Đạo tỳ đó, ginh quá tài. Dạ mấy cha, nhưng mà đây là cái đám cưới chứ không phải cái đám mà. Tụi bay phải linh động chứ. À, phải linh động à? Ừ. Để quan tài xuống, hạ xuống. Thôi lại rồi. Lại rồi. Nhanh đó. Đó. Ê, tụi bay không thể nào tụi bay buông cái quan tài của tụi bay xuống được hả? Quan tài đâu mà quan tài? Chứ cái đó là cái gì? Nó đang bưng mâm quả đó. Nè, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ô, được luôn. Vừa làm gián đoạn hạnh phúc quá. Hợp lý, tiếp đi con. Em rồi. Nó vui tánh vậy đó. Ừ, tao hơi hoang mang. Đi mà đi. Anh nói gì? Thôi, người ta bưng mâm quả. Kính thưa quý vị, tiếp theo sẽ là tiết mục trao sính lễ. Nhà gái đâu, À đây, nhà gái đây. Đây, bưng mâm quả tôi vô. Mâm quả tôi vô. Mày là má tao luôn hả? Xin lỗi Lâu Lâu, vui mà không sao đâu, bỏ qua đi. Rồi, trao mâm quả đi. Rồi, trao mâm quả. Nhà trai đang trao mâm quả cho nhà gái. Nhà gái đã nhận mâm quả. Quả luôn kìa. Ê, bưng cái gì nhẹ vậy? Mâm quả. Quan tài đó. Tao chơi khô máu với mày. Mày đổi cái chỗ, Vô, con thấy vui là được rồi. Bây giờ có đâu, vậy con có ý kiến gì? Thiệt sự là con nghe cái vụ mà làm lễ con mê quá. Anh làm sao tranh thủ tới cái khúc mà tụi em được lên lễ đài. Thì cho nó lên lễ đài đi. Một tràng pháo tay thật lớn, chào đón Tân Lan và Tân Gia Nhớ. Cô dâu và chú rể đang tay trong tay dìu nhau bước đến bến bờ hạnh phúc. Anh sẽ yêu em suốt cả cuộc đời, dù ai đi ngược về xuôi, câu ca đóng mái trọn đời khắc ghi. Được rồi. Chị Quỳnh cũng tạo điều kiện cho tụi con có tiệc vui này. Mà đặc biệt cũng cảm ơn mấy anh em của anh Huy. Cũng không có ngại cái chuyện là tụi em đãi đàn đơn sơ, thanh bạc. Rồi đến với lại tụi em cảm ơn, tụi em quý cái tình này lắm. Tụi em sẽ không bao giờ quên tình cảm của mấy anh. Thôi, ngày vui mà làm gì buồn dữ vậy. Rồi, ăn. Bụng quá, ăn đi. Đưa lên, đưa lên. Đưa lên. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là chương trình Chúc Mừng Hạnh Phúc. Và để mở đầu chương trình, xin mời anh Sáu Nhu, trưởng ban nhạc Sống Nay Chết Mai, sẽ có một ca khúc để góp vui trong ngày hạnh. Vậy ban nhạc Sống Nay Chết Mai vậy? Đây là tên ban nhạc của tụi em. Tên ban nhạc. Ta nói là một lần nữa nha, đám cưới phải đám ma nha mày. Tao sẽ khô máu với mày nha. Mày nói là sống mãi hạnh phúc đi. Anh Sáu Nhu, trưởng ban nhạc Sống Mãi Hạnh Phúc, sẽ có một ca khúc gửi đến cô dâu và chú rể. Mày là cái gì vậy? Mày là cái gì vậy? Tao đâu phải là cô dâu mày, đâu phải là chú rể đâu, mà tại sao? Tại sao mày lại nắm tay nhau trên đường tuần ta? Vui ca ngày qua. Dẫu chân sự tại người ta. 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 Chị Quỳnh ơi, chị trúng vé số rồi. Cái gì trúng số hả? Cái còn bao giấy số này à, cái tờ giấy số hả? Tờ giấy số hồi nãy kìa. Tao đưa cho chú rể. Hả?
tại sao? Trời, tiền cái đó của tao. Thôi, nhức đầu quá à. Đổi chiều. Trời ơi, thôi. Ông này đứng bên đây, tất cả qua bên kia. Muốn xem. Vé số cho em. Đưa vé số cho em. Đưa vé số cho em. Ôi dạ, ôi dạ. Rồi, ôi dạ. Anh em, lên. Bạn nhanh đó bà. Ê, tôi lấy vé của nó nè. Tao xử lý nó rồi đó, ấy chia cho tao vậy. Tiền của ai mà chia? Của bà hả? Đồ như xuống của em. Anh ơi. Đúng rồi, vậy là tờ giấy số này thuộc về tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng vợ chồng mình có hai đổi nè rồi. Giấy số thuộc về vợ chồng mình mà. Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, anh sẽ cho em một ít. Ủa là sao? Mình vợ chồng mình phải chia đôi chứ, mình có chung mà. Nhưng mà cái tiền mà mướn bạn ở đây rồi tổ chức đám cưới mời tụi nó là tiền của anh, cho nên cái tiền mà người ta đi lễ là anh phải lấy. Ủa nhưng mà anh nói là cưới về là tiền của anh cũng là tiền của em mà. Trời ơi, thì cái đó khi nào cưới xong, còn này là đang cưới chưa có xong mà. Ý của anh là sao? Ý của anh là bây giờ khỏi cưới nữa đúng không? Khỏi cưới cũng được, khỏi cưới cũng được. Khỏi cưới cũng được, khỏi cưới cũng được, anh giỡn mặt với tôi hả? Gì vậy? Cái gì mà khỏi cưới? Bây giờ anh về tiền anh muốn không cưới luôn đúng không? Chia ly vậy đi. Ly vậy thì tờ giấy số không phải chia đôi. Gì mà chia đôi hả? Trong tay quan là của quan nha. Bây giờ sao vậy? Bây giờ hả? Ai? Ai ở đây nói tờ giấy số này của tôi? Tôi cho 3 triệu. Đúng rồi. Giấy số của nó là giấy số của tôi. Ai nói tờ giấy số này của tôi? Tôi chia cho 5 triệu. Anh ta. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ai nói tờ giấy số tôi? Cho 10 triệu. Chị bà. Phải quá. Phải quá. Mới đúng nè. Đây. 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 Đứa nào nói tờ vé số là của tao, tao cho 50 triệu. Ôi trời ơi, mày đâu? Chị Quỳnh nói, sao vậy? Chị Quỳnh trúng 100 ngàn, chị Quỳnh cho người ta 50 triệu. Biết ngay mà. Chị Quỳnh trúng giải 8 luôn. Giải 8 hả? Mà giải 8 cái gì? À, thôi thì... dì nói vậy nè, thôi thì bây giờ coi như là nãy giờ không có chuyện gì xảy ra đi nha. Cái tờ giấy số dân là của hai đứa. Thôi đám cứ tiếp tục đi. Giờ sao mặt cưới một cái câu chuyện rất dễ thương. Khi các em diễn á, anh với chị Hương cũng có nói với nhau rồi, à cái này là dạy dạy đó. Mặc dù là biết trước nhưng mà tụi em làm quá dễ thương đi. Mà đặc biệt anh phải có lời khen với cái bà dì Quỳnh đó. Không, bà dạy tám cũng có duyên nữa đó. Bà dạy tám á đó, cực bà kỳ dạy luôn. Mà tụi em làm nó hóm hỉnh, nó duyên dáng ghê lắm. Mà đặc biệt là cái nhóm mấy cái bạn này nè, khiên hòm này nè, đưa vô nó hợp lý vô cùng luôn. Nếu như chút xíu, khúc đầu chút xíu Hy chỉ cần giao đãi là con đi làm về, con chạy ở đây con rước bạn con là công nhân đám cưới luôn, để bạn của bạn là trong cái nhóm này, là bạn là một trong những thành viên trong nhóm này, thì tôi nghĩ cái tiểu phẩm này khi mà chiếu ra thì toàn bộ những cái anh chàng mà làm cái nghề mà người ta không bao giờ nghĩ tới, đó là cái nghề khiên quan tài ha, làm lễ đó, là sẽ rất là quý các bạn, là giao đãi là Hy cũng là trong cái đội này luôn. Thì bạn bè mà, đâu phải chúng tôi giỡn mặt đám ma đâu. Tôi cũng trân trọng làm cái đám cưới, nhưng mà tại cái kiểu nó vậy, quen, kịch hay, chặt chẽ, duyên dáng, quá dễ thương, còn nói gì nữa, 10 điểm. Rất là ấn tượng với cái tiểu phẩm này, đóng mở rõ ràng và các bạn rất là khôn khéo và thông minh khi mà đưa cái nhóm kèn tây vô một cái đám cưới. Nó rất là lạ đúng không? Nhưng mà người ta chấp nhận được, các bạn lấy cái hình tượng đó để mà giải quyết
tất cả những cái vấn đề, tất cả những câu chuyện này và giải quyết những cái khúc mắc của cái câu chuyện này. Không gì hơn là tôi chúc mừng các bạn. Với cái kịch này á, anh xin có thêm một lời khen nữa dành cho em gái Huỳnh Ngân làm MC đúng không? À, nhảy qua đóng kịch luôn cũng hay. Với những cái tiết mục trước đây của tụi em á, em không hề có ấn tượng gì với anh cả. Nhưng cái hôm nay tự nhiên em có một cái chân thật khi em diễn á, nhất là khi mà cái hạnh phúc của một cái đám cưới đơn sơ, cái sự mà xúc động của em, cái giọt nước mắt của em ngay lúc đó nó giá trị vô cùng. Và bởi vì các em diễn rất thật, không có cường điệu, không có over, không có giả đó, thành ra coi nó dễ thương vô cùng luôn. Cảm ơn Huỳnh Ngân. Và bây giờ là điểm số từ phía giám khảo của chúng ta, nghệ sĩ Việt Hương 10 điểm. Nghệ sĩ Đại Nghĩa quá duyên dáng 10 điểm. Số điểm từ nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và số điểm của khán giả dành cho đội Hồn Nhiên đêm nay là 9,5 điểm. Xin được chúc mừng đội Hồn Nhiên. Xin chào. Các bạn ơi, như vậy là điều kỳ diệu đã đến rồi. Cuối cùng thì đội Hồn Nhiên đã không còn đội sổ nữa. Bà gan quá, chắc không còn à. Nhưng mà có yêu thích đội Hồn Nhiên thì quý vị hãy soạn tin nhắn với cú pháp LHMH khoảng trắng 11 gửi 8234. Yeah.